Thì bác sĩ Đỗ Dung Hoa báo cáo với em, báo cáo. Và kính thưa Phó Giáo sư Hướng, kính thưa các quý đồng nghiệp và các thầy cô, bài trình bày báo cáo hôm nay của tôi là về phù hoàng điểm do đái tháo đường chẩn đoán và điều trị. Như chúng ta đã biết là bệnh võng mạc đái tháo đường là một trong những cái biến chứng mà thường gặp trên bệnh nhân đái tháo đường, và đây cũng là một trong những nguyên nhân mà gây giảm thị lực hàng đầu ở Việt Nam cũng như trên thế giới, mà có thể điều trị và có thể dự phòng được. Đặc trưng của bệnh võng mạc đái tháo đường đấy là những cái biến đổi ở mức độ vi mạch của võng mạc. Và phù hoàng điểm là một trong những cái biến chứng do bệnh võng mạc đái tháo đường gây ra, gây nên cái tình trạng tức đa tích đọng dịch ở vùng hoàng điểm, là vùng trung tâm của võng mạc. Về sinh lý bệnh thì tình trạng tăng đường huyết mãn tính trong bệnh võng mạc trong bệnh đái tháo đường sẽ dẫn đến các biến đổi sinh hóa, và từ đó gây nên cái tình trạng thiếu oxy, rồi hoạt hóa quá trình viêm, các stress oxy hóa làm tăng các yếu tố tăng trưởng nội mạc mạch máu, sinh ra các yếu tố như TNF alpha hay angiopoietin 2, gây biến đổi tổ chức, làm thay đổi tính thấm thành mạch, phá vỡ hàng rào màng võng mạc và gây tắc võng mạc, từ đó tắc mạch võng mạc và từ đó gây ra tình trạng phù hoàng điểm. Về phân loại phù hoàng điểm thì phân loại năm 1996 người ta phân ra làm phù hoàng điểm khu trú là những cái phù mà sinh ra từ hình thành do nguyên nhân từ các vi phình mạch, phù hoàng điểm tỏa lan và phù hoàng điểm hỗn hợp. Ngoài ra còn có bệnh hoàng điểm thiếu máu. Theo phân loại mới của AAO năm 2003 thì chia phù hoàng điểm ra làm phù hoàng điểm mức độ nhẹ, trung bình và nặng, tùy theo cái mức độ và vị trí của vùng phù hoàng điểm cũng như là vị trí của xuất tiết. Nếu mà càng gần trung tâm thì mức độ nặng càng cao. Và phù hoàng điểm nếu không được điều trị thì sẽ dẫn đến là tình trạng giảm thị lực từ từ và thậm chí không hồi phục. Phương tiện chẩn đoán trước đây hay sử dụng đấy là chụp mạch huỳnh quang. Phương pháp chụp mạch huỳnh quang này vừa giúp chúng ta phát hiện ra các vùng võng mạc bị tắc mạch thiếu máu, và đồng thời cũng phát hiện những cái vùng rò thuốc cản quang tương ứng với cái vùng phù hoàng điểm này. Ngoài ra chụp mạch huỳnh quang sẽ cho phép phát hiện những trường hợp mà phù hoàng điểm đi kèm với thiếu máu hoàng điểm. Phù hoàng điểm có thiếu máu hoàng điểm và phù hoàng điểm không thiếu máu hoàng điểm thì sẽ có cái phương hướng điều trị và xử trí khác nhau. Nếu như trong trường hợp mà không có thiếu máu hoàng điểm thì chúng ta sẽ điều trị bằng tiêm nội nhãn thuốc các thuốc kháng VEGF. Nhưng mà nếu mà có thiếu máu hoàng điểm thì cần phải phối hợp với điều trị laser. Ngoài ra chụp mạch huỳnh quang cho chúng ta đánh giá được cái vùng võng mạc thiếu máu. Đặc biệt với những cái phương pháp chụp mà góc rộng thì chúng ta sẽ đánh giá được tốt hơn về cái diện tích võng mạc thiếu máu, và đấy cũng là một trong những yếu tố tiên lượng của quá trình điều trị phù hoàng điểm. Phương pháp chụp cắt lớp võng mạc là phương pháp mới, và đây là hiện nay là tiêu chuẩn vàng trong chẩn đoán phù hoàng điểm, là một phương pháp không xâm lấn. Và trên hình ảnh OCT chúng ta có thể phát hiện như trên hình ảnh này, đấy là lớp dịch dưới võng mạc, rồi các nang dịch ở trong võng mạc, các cái điểm tăng tín hiệu tương ứng với các vị trí xuất tiết. Và ngoài ra chúng ta có thể đánh giá được cái tình trạng co kéo dịch kính võng mạc là một trong những nguyên nhân có thể gây ra tình trạng dày hoàng điểm. Ngoài ra chụp OCT là một cái phương pháp giúp cho chúng ta tiên lượng kết quả điều trị. Nếu như có tổn hại cấu trúc võng mạc lớp trong, như trong trường hợp này chúng ta thấy là dấu hiệu drill, thì tiên lượng trên những cái trường hợp mà có tổn hại như trong hình ảnh này thì tiên lượng sẽ kém hơn so với cái trường hợp mà các lớp võng mạc lớp trong vẫn còn nguyên vẹn như thế này. Rồi chúng ta phát hiện được những cái biến đổi đứt gãy của cấu trúc võng mạc lớp ngoài, ví dụ như đường ISOS hoặc là màng giới hạn ngoài. Thì trên những trường hợp mà có đứt gãy tổn hại võng mạc lớp ngoài như thế này thì tiên lượng sau điều trị cũng rất là kém. Chụp cắt lớp võng mạc bằng OCT được khuyến cáo cho phục vụ cho chẩn đoán và trong theo dõi trong quá trình điều trị. Đây là một phương pháp không xâm lấn nên chúng ta có thể thực hiện được nhiều lần. Các dấu hiệu tiên lượng tốt thì gồm có dịch ở dưới võng mạc, ít các nang dịch ở trong võng mạc, tình trạng dính dịch kính võng mạc, dịch kính hoàng điểm cũng là yếu tố tiên lượng tốt. Các dấu hiệu tiên lượng kém như là dấu hiệu drill hay là rối loạn cấu trúc võng mạc lớp trong, rối loạn cấu trúc võng mạc lớp ngoài hay mỏng lớp hắc mạc phía dưới hố trung tâm. OCTA là một phương pháp chụp các lớp võng mạc kết hợp với cả quan sát được các cái cấu trúc mà mạch ở các lớp khác nhau của vùng hoàng điểm. Phương pháp này là phương pháp không xâm lấn và hứa hẹn là có thể thay thế cho phương pháp chụp mạch huỳnh quang trong tương lai trong việc đánh giá tình trạng thiếu máu tại vùng hoàng điểm. Điều trị phù hoàng điểm thì cần phải cân nhắc, thứ nhất là điều chỉnh các yếu tố toàn thân và đi kèm với điều trị tại mắt. Điều chỉnh các yếu tố toàn thân thì cần phải theo dõi các yếu tố nguy cơ về tim mạch, tối ưu hóa chỉ số đường huyết, ưu tiên HbA1c dưới 7,5%, cân bằng đường huyết từ từ nhất có thể. Huyết áp bệnh nhân nên duy trì ở dưới 130 trên 80, rồi loại trừ và điều trị nếu có khi có hội chứng ngừng thở khi ngủ, điều trị các rối loạn mỡ máu. Bệnh võng mạc đái tháo đường và hoặc phù hoàng điểm do đái tháo đường cần phải xem tương đương với bệnh thận,
có thể có hoặc không lọc máu, rồi bệnh lý thần kinh, nguy cơ cao mắc các bệnh tim mạch và các vấn đề liên quan đến quá trình tuân thủ điều trị của bệnh nhân, và trên những bệnh nhân này có thể có nguy cơ nhiễm trùng cao hơn. Bilong trước điều trị thì bao gồm có đánh giá tình trạng võng mạc và các yếu tố dự báo thị lực, ví dụ như là thị lực ban đầu trước khi điều trị của bệnh nhân. Trước đây thì người ta ưu tiên điều trị khi mà thị lực bệnh nhân dưới 6 phần 10. Tuy nhiên theo những nghiên cứu gần đây thì người ta thấy rằng nếu chúng ta bắt đầu điều trị từ khi thị lực mới bắt đầu giảm hoặc là còn tốt khoảng độ 8 phần 10 thì có thể tiên lượng thị lực sau điều trị sẽ tốt hơn và thời gian điều trị cũng ngắn hơn. Ngoài ra có thời gian mắc bệnh, tuổi của bệnh nhân, giai đoạn mắc bệnh võng mạc đái tháo đường. Chiều dày võng mạc ban đầu và đặc điểm của phù hoàng điểm. Các yếu tố nguy cơ toàn thân thì gồm có là tai biến tim mạch mới dưới 1 tháng, và thai nghén là các chống chỉ định cho điều trị thuốc kháng yếu tố tăng trưởng nội mạc mạch máu. Ngoài ra cái khả năng tiếp cận của bệnh nhân, nếu như bệnh nhân ở xa thì chúng ta có thể lựa chọn các phương pháp điều trị mà duy trì bệnh nhân có thể điều trị kéo dài hơn, rồi cân bằng các yếu tố nguy cơ toàn thân. Đây là một cái phác đồ guideline hướng dẫn của ICO năm 2017, thì chúng ta thấy là nếu mà bệnh nhân có phù hoàng điểm do đái tháo đường thì chúng ta sẽ cần phải đánh giá cái mức độ. Nếu bệnh nhân ở mức độ nhẹ và trung bình và không có hộp tổn thương vùng trung tâm thì có thể lựa chọn phương pháp là điều trị bằng laser quang đông lưới hoặc laser khu trú. Với những trường hợp mà bệnh nhân có mức độ phù hoàng điểm từ mức độ trung bình đến mức độ nặng và có tổn hại trung tâm thì ưu tiên điều trị với thị lực của bệnh nhân. Bên này. Về tiếp ạ. Theo guideline của ICO ạ, tôi xin phép trình bày tiếp. Tức là trong những trường hợp bệnh nhân có phù hoàng điểm do đái tháo đường từ mức độ trung bình cho đến mức độ nặng và có tổn thương phù hoàng điểm, thì theo khuyến cáo của ICO, nếu thị lực của bệnh nhân dưới 6 phần 9 hoặc 20 phần 30 thì sẽ là tiêm nội nhãn, và nếu mà điều trị thất bại thì sẽ chuyển sang laser. Thế còn nếu thị lực của bệnh nhân tốt hơn 20-30 thì có thể cân nhắc giữa tiêm nội nhãn và laser. Phương pháp điều trị bằng quang đông thì đây là một phương pháp gọi là viêm phương pháp cổ điển, tức là chúng ta có thể điều trị với những trường hợp mà tổn thương phù hoàng điểm không nằm và không đưa không xâm lấn vào vùng trung tâm. Với những trường hợp ví dụ phù hoàng điểm khu trú, nguyên nhân là từ những cái vi phình mạch thì có thể tác động laser trực tiếp lên các vi phình mạch, hoặc trong những trường hợp mà phù hoàng điểm hoặc là chúng ta có thể sử dụng laser dưới. Tuy nhiên cái phương pháp này thì nó có thể gây ra tổn hại vùng hoàng điểm và có thể gây nên các biến chứng như là sẹo võng mạc rồi hình thành tân mạch hắc mạc. Vì thế mà hiện nay phương pháp này rất ít được sử dụng. Laser vi sung dưới ngưỡng là hứa hẹn là phương pháp thay thế cho phương pháp laser quang đông, laser lưới vùng hoàng điểm. Phương pháp này thì sử dụng các cái sóng laser vi sung, các sóng ngắn và không liên tục. Và người ta thấy rằng là khi mà sử dụng laser vi sung như vậy thì vừa có hiệu quả tác động lên các cái vi mạch của võng mạc vùng hoàng điểm và hầu như là không gây tổn hại đến cấu trúc và chức năng của vùng hoàng điểm. Phương pháp tiêm nội nhãn là phương pháp mà hiện nay được sử dụng phổ biến rộng rãi. Các thuốc được sử dụng trong tiêm nội nhãn như là các thuốc kháng yếu tố tăng trưởng nội mạc mạch máu hay như VEGF, hoặc các thuốc kháng angiopoietin 2 rồi corticosteroid. Chúng ta biết về quay trở lại về sinh lý bệnh thì chúng ta thấy là cái yếu tố tăng trưởng nội mạc mạch máu như là VEGF-A, VEGF-B hoặc là PGF là những yếu tố mà nó sẽ có các receptor ở trên màng của các tế bào nội mô mạch máu, và khi các yếu tố này gắn lên trên receptor của nó, gắn trên các thụ thể của nó thì nó sẽ làm thay đổi tính thấm thành mạch cũng như là kích thích sản sinh tân mạch. Vậy thì các yếu tố mà các thuốc ức chế VEGF hiện nay tác động bằng cách là ngăn ngăn chặn không cho các yếu tố VEGF này gắn lên các receptor của nó trên các tế bào nội mô. Hiện nay trên thế giới thì có các cái thuốc như trong đây chúng ta nhìn thấy các cái thuốc có tác dụng ngắn, ví dụ như là bevacizumab, ranibizumab hoặc aflibercept. Các thuốc có tác dụng dài hơn như brolucizumab và faricimab. Thì bevacizumab là những kháng thể mà có cấu trúc toàn bộ cấu trúc như thế này ạ.
Ranibizumab thì cấu trúc chỉ là một phần của tức là phần Fab của cái cấu trúc kháng thể. Còn aflibercept thì có khả năng là sẽ gắn được với VEGF-A, VEGF-B và cả PGF nữa. Còn từ năm 2022 thì FDA đã công nhận cho việc sử dụng brolucizumab và faricimab trong điều trị vừa nhờ có cái tác dụng của các thuốc này tác dụng kéo dài. Như trong bảng này chúng ta nhìn thấy đấy là về cái liều sử dụng được khuyến cáo, ví dụ như là bevacizumab thì là một loại thuốc kháng VEGF mà đã được chưa công nhận trong điều trị ung thư đại trực tràng. Tuy nhiên thì thuốc được sử dụng off-label trong điều trị phù hoàng điểm do đái tháo đường nhờ vào hiệu quả cũng như là giá thành của thuốc thấp. Hiện nay ở Việt Nam thì chúng ta vẫn còn một số nơi điều trị bằng thuốc này và liều khuyến cáo là tiêm hàng tháng. Ranibizumab thì đã được FDA công nhận trong điều trị và liều khuyến cáo là cũng là tiêm hàng tháng. Còn aflibercept thì liều khuyến cáo ban đầu đấy là tiêm 5 mũi trong vòng 5 tháng đầu, xin lỗi là cứ mỗi 4 tuần thì sẽ tiêm một mũi cho 5 mũi đầu tiên và sau đó thì được theo sau đó thuốc sẽ được giãn liều khoảng 8 tuần tiêm một mũi. Còn brolucizumab thì đã được được cấp phép cho điều trị về phù hoàng điểm do đái tháo đường từ năm 2022. Thuốc được sử dụng bằng cách là tiêm cứ mỗi 6 tuần trong vòng 5 mũi đầu và theo tiếp theo sau đấy là cứ 8 đến 12 tuần. Như vậy chúng ta thấy rằng so với ba nhóm thuốc phía trên thì brolucizumab thời gian tiêm giữa các khoảng cách giữa các mũi tiêm là đã được kéo dài ra khoảng 8 đến 12 tuần. Tuy nhiên thì sau khi được đưa vào sử dụng thì đã có những cái báo cáo cho thấy là các cái tác dụng phụ liên quan đến viêm màng bồ đào cũng như là viêm mạch võng mạc, cho nên hiện nay thì việc sử dụng của thuốc còn bị hạn chế. Faricimab cũng đã được FDA công nhận chấp nhận cho sử dụng từ năm 2022 với phác đồ điều trị là cứ 4 tuần tiêm cho 4 mũi đầu tiên là cứ 4 tuần tiêm một lần và sau đấy thì sẽ giãn cách ra khoảng 8 tuần tiêm một lần. Thì thuốc này cũng đang hứa hẹn là sẽ đến Việt Nam trong một vài năm tới. Hiện nay ở Việt Nam thì chúng ta có aflibercept, có bevacizumab và ranibizumab. Thì nghiên cứu của DCR.net thì người ta thấy rằng là cả ba thuốc này đều có hiệu quả trong điều trị phù hoàng điểm do đái tháo đường với cái kết quả là cải thiện thị lực. Tuy nhiên với những trường hợp thị lực của bệnh nhân dưới 20 phần 40 tương đương với 5 phần 10 thì người ta thấy rằng hiệu quả của aflibercept là vượt trội hơn so với bevacizumab và vượt trội hơn ranibizumab trong năm đầu tiên. Tuy nhiên đến năm thứ hai thì hiệu quả của hai thuốc này là tương đương nhau. Với những trường hợp mà bệnh nhân có thị lực tốt trên 20 phần 40 thì người ta thấy hiệu quả của ba thuốc này là tương đương nhau. Chính vì vậy mà Euretina khuyến cáo là với những trường hợp thị lực bệnh nhân trên 20 40 thì chúng ta có thể lựa chọn một trong ba thuốc, còn những trường hợp mà thị lực của bệnh nhân nhỏ hơn hoặc bằng 20 phần 50 thì ưu tiên lựa chọn aflibercept và ranibizumab. Corticosteroid cũng là một loại lựa chọn để trong điều trị phù hoàng điểm do đái tháo đường nhờ cái khả năng cải thiện chức năng của hàng rào máu võng mạc rồi giảm tổng hợp các yếu tố trung gian gây viêm, giảm tổng hợp VEGF, giảm tác dụng phụ toàn thân và bảo vệ võng mạc. Thì hiện nay các thuốc được sử dụng để tiêm nội nhãn bao gồm có dexamethasone, triamcinolone và fluocinolone acetonide. Dexamethasone thì được 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 đưa vào sử dụng dưới dạng cái bút tiêm như thế này ạ. Và bút tiêm thì có tác dụng kéo dài từ 3 đến 6 tháng tùy từng bệnh nhân. Nhóm thuốc thứ hai là triamcinolone thì thuốc có thể tiêm trực tiếp vào trong nội nhãn hoặc là tiêm dưới tơ nông hoặc là tiêm ở cạnh nhãn cầu, thì thời gian tác dụng đối với tiêm nội nhãn là 140 ngày. Fluocinolone acetonide thì tác dụng kéo dài trong khoảng độ 2 đến 3 năm. Và chỉ định những trường hợp tiêm corticosteroid nội nhãn cho phù hoàng điểm do đái tháo đường bao gồm có những bệnh nhân mà không đáp ứng hoặc là có chống chỉ định với các thuốc kháng VEGF. Rồi trong trường hợp mà bệnh nhân cần phải kéo giãn thời gian giữa các lần thăm khám, giữa các mũi tiêm và ưu tiên trên những bệnh nhân có đặt IOL. Tuy nhiên thì thuốc có chống chỉ định với những bệnh nhân mà có phù hoàng điểm. Như chúng ta thấy ở đây đấy là việc lựa chọn phương pháp điều trị đối với phù hoàng điểm do đái tháo đường chúng ta cần phải cân nhắc trên nhiều yếu tố, trên yếu tố về thị lực của bệnh nhân, tình mức độ phù hoàng điểm, rồi tình trạng mắt, các cái bệnh lý sẵn có trên mắt như đục thủy tinh thể, glaucoma, rồi tình trạng toàn thân như bệnh lý tim mạch và rồi tình trạng thai nghén vân vân. Song song với điều trị nội khoa thì phương pháp điều trị phẫu thuật cũng có thể được áp dụng khi mà có bằng chứng rõ ràng về tình trạng co kéo dịch kính võng mạc. Nếu không tiêm nội nhãn, nếu mà không có cái tình trạng co kéo này thì tiêm nội nhãn vẫn là phương pháp đầu tay. Và với những trường hợp mà màng trước võng mạc thì điều trị phù hoàng điểm được ưu tiên hàng đầu, trừ khi là màng trước võng mạc gây co kéo nhiều, có co kéo nhiều, mức độ co kéo vượt quá cái mức độ phù hoàng điểm, hoặc là bệnh nhân không có phù hoàng điểm ở mắt đối bên, hoặc là bệnh nhân có méo hình thì chúng ta sẽ ưu tiên phẫu thuật để bóc màng trước võng mạc.
Như vậy thì điều trị phù hoàng điểm do đái tháo đường là một điều trị cần phải có sự điều trị toàn diện, có sự phối hợp của các chuyên khoa mắt cộng với cả các chuyên khoa nội. Chỉ định điều trị sẽ phụ thuộc vào thị lực của bệnh nhân, các bệnh lý tại mắt và toàn thân phối hợp, điều kiện kinh tế xã hội trên từng bệnh nhân. Bài trình bày của tôi đến đây là kết thúc ạ. Xin trân trọng cảm ơn sự lắng nghe của quý đồng nghiệp ạ. Tiếp theo là bài báo cáo của thạc sĩ Phạm Minh Quân ở chuyên khoa Nam học ạ.